Máy trộn bộ thức ăn chăn nuôi bình quân là dòng sản phẩm phục vụ chế biến thức ăn tiện lợi dành cho các nông hộ chăn nuôi lớn nhỏ. Bởi khả năng làm việc nhanh chóng, rút ngắn công đoạn cũng như giảm thiểu tối đa thời gian chuẩn bị thức ăn trong chăn nuôi. Vậy khi dòng sản phẩm đó cùng được kết hợp với dòng máy ép cán viên S250 của công ty Bình Quân có thể ép đa dạng nguyên liệu tận dụng sẵn có trong trang trại thì sẽ là một bộ đôi thiết bị hỗ trợ chăn nuôi tiện ích nhất trên thị trường, và thật tiếc nếu như quý vị bỏ lỡ video này. Thức ăn chăn nuôi dạng viên đã dần phổ biến trong chăn nuôi bởi sẽ giúp cho vật nuôi dễ dàng tiêu hóa, hấp thụ được hết các chất dinh dưỡng, cũng như giúp cho các vật nuôi như gà, vịt không kén chọn lựa khi ăn. Và trong các bao cám thức ăn dạng viên cũng có các thành phần nguyên chất từ các nguyên liệu thô sẵn có như ngô hạt, đỗ tương, bột cám, ốc, cua, cá, rau cỏ sẽ được phối trộn lại với nhau. Và như quý vị bà con chăn nuôi đã biết, trộn thức ăn là giai đoạn tốn rất nhiều thời gian, đặc biệt là khi trộn thức ăn bằng tay với số lượng lớn, không những tốn thời gian, tốn công sức của người chăn nuôi. Vì vậy, để giải quyết vấn đề bất cập này, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Bình Quân đã chế tạo và cho ra đời dòng sản phẩm máy trộn thức ăn chăn nuôi. Máy trộn thức ăn chăn nuôi Bình Quân có kích thước nằm ngang, vừa có thể trộn bột khô hay bột ẩm với năng suất lên tới 50kg trên một máy trộn. Chỉ cần bật công tắc điện, cho máy hoạt động ổn định rồi đổ nguyên liệu vào buồng đảo trộn, và việc còn lại máy sẽ tự động trộn nhanh, đảo đều hỗn hợp các nguyên liệu độ ẩm lên tới 30%. Máy sử dụng nguồn điện là 220V, động cơ hoạt động đảm bảo 100% lõi đồng nên sẽ rất phù hợp với các nông hộ chăn nuôi vừa và nhỏ. Khung máy được gia công chắc chắn, hạn chế rung lắc trong quá trình máy đang hoạt động. Cùng với đó là hệ thống 4 bánh xe di chuyển thuận tiện, có khóa chốt cài cố định. Trên nắp buồng làm việc của máy được thiết kế các lỗ sàng, tiện lợi cho việc thêm nước để trộn bột ẩm mà không cần phải mở nắp. Với năng suất làm việc 1 giờ liên tục, hoạt động theo cơ chế tự động nên máy sẽ rất dễ dàng sử dụng, phù hợp với mọi đối tượng chăn nuôi. Trên thị trường thường xuất hiện nhiều loại máy trộn thức ăn chăn nuôi khác nhau, nhưng không phải dòng máy nào cũng phù hợp với nhu cầu từ người chăn nuôi. Vì vậy, qua video lần này, công ty Bình Quân mong rằng quý vị đã tìm hiểu rõ hơn về dòng sản phẩm này, cũng như đưa ra lựa chọn đúng cho quy mô chăn nuôi của mình. Thời gian trộn của máy sẽ dao động từ 10 đến 15 phút tùy từng loại nguyên liệu. Và khi đã được trộn đều, chúng ta chỉ cần đẩy nhanh thanh gạt phía dưới là đã có thể đưa hết thành phẩm ra bên ngoài. Và cuối cùng, chúng ta đã thu được thành phẩm bột được trộn đều và sẵn sàng đưa tới máy ép cán viên S250 của công ty Bình Quân để tạo ra những viên cám hình trụ và rắn chắc. Máy ép cán viên trục đứng S250 có chức năng chính là nghiền, nén ép đa dạng nguyên liệu từ bột cám, ngô hạt, rau cỏ, cua, cá, ốc, ba lạc, rau củ khô như sắn, khoai, đậu, tương, phối trộn với tỷ lệ độ ẩm từ 15 đến 25%. Với thành phẩm cám viên được ép ra sẽ sinh nhiệt khoảng từ 60 đến 70 độ C, tạo nhiệt độ vừa đủ, đảm bảo dinh dưỡng có trong viên cám, lại có thể cho vật nuôi ăn trực tiếp và bảo quản theo thời gian nhất định. Máy được trang bị cầu hộp số vi sai ô tô khỏe khoắn, giúp duy trì hoạt động của máy được ổn định, đồng thời gia tăng lực nghiền ép, đảm bảo tiến độ và năng suất. Máy sẽ sử dụng động cơ 7,5 kW, nguồn điện ổn định là 3 pha 380V, cho nguồn năng suất đạt từ 300 đến 400 kg/h, nên rất phù hợp cho các hộ chăn nuôi, các chủ kinh doanh sản xuất, chế biến thức ăn gia súc, gia cầm đang trong mô hình chăn nuôi phát triển. Và ngoài sử dụng máy chạy với động cơ, thì dòng sản phẩm máy ép cán viên S250 có thể dễ dàng chạy với hệ thống đầu nổ chạy xăng dầu từ D15 trở lên mà vẫn đảm bảo được tiến độ làm việc và năng suất của máy. Máng nạp to, rộng, chứa đựng lượng lớn nguyên liệu. Buồng làm việc của máy với hệ thống hai quả lô quay tròn có nhiệm vụ nghiền, nén ép nguyên liệu. Với bộ phận quả lô nghiền, nén ép nhanh chóng và khỏe khoắn như vậy thì có thể dễ dàng nghiền ép các nguyên liệu cứng như cua, ốc. Vậy quý vị đã thấy hài lòng chưa ạ? Nguyên lý hoạt động của máy đơn giản. Nguyên liệu sẽ được đưa thẳng trực tiếp tới hai quả lô nghiền ép và được đun qua lỗ mặt sàng nằm ngay phía dưới. Bộ phận dao cắt nằm phía dưới mặt sàng sẽ cắt độ dài viên cám phù hợp với từng loại vật nuôi. Kích thước các viên cám to nhỏ cũng sẽ phụ thuộc vào mặt sàng bằng cách thay lắp các mặt sàng khác nhau từ 3 ly, 4 ly đến 5 ly. Chỉ với các nguyên liệu đơn giản, giá thành cực rẻ mà còn cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho vật nuôi, tiết kiệm chi phí và thời gian, nâng cao hiệu quả. Chiếc máy ép cán viên S250 sẽ là một trợ thủ đắc lực dành cho các hộ chăn nuôi đang phát triển. Sáng tạo cải tiến về năng suất, gia tăng hiệu quả nâng cao trong chăn nuôi, đó chính là những gì mà người chăn nuôi mong muốn. Và để mang tới chất lượng tốt nhất, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Bình Quân sẽ không ngừng nỗ lực và mang tới cho quý vị bà con nhiều thiết bị chăn nuôi hiện đại hơn nữa.
Và tại sao quý vị nên lựa chọn các dòng sản phẩm tới từ công ty Bình Quân? Dạ vâng, khi quý vị khách hàng mua máy trực tiếp tại công ty sẽ nhận được chế độ ưu đãi bảo hành miễn phí trong vòng 6 tháng tại xưởng sản xuất về các lỗi kỹ thuật của máy. Thứ hai, quý vị sẽ đảm bảo được mặt hàng sản xuất 100% tại Việt Nam. Vì được sản xuất trực tiếp tại xưởng nên giá thành không qua trung gian, quý vị sẽ luôn nhận được mức giá ưu đãi và tốt nhất trên thị trường. Và hiện tại công ty có hai hình thức thanh toán. Một, quý vị khách hàng có thể lên trực tiếp công ty qua địa chỉ khu công nghiệp Phú Thịnh, đường La Thành, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, thử máy và thanh toán bằng tiền mặt. Thứ hai, quý vị có thể đặt mua online qua điện thoại, nhận hàng hoặc thanh toán tại nhà sau 5 đến 7 ngày. Vậy quý vị còn đắn đo gì nữa mà không liên hệ ngay với công ty chúng tôi ngay hôm nay để nhận được mức giá ưu đãi và nhiều khuyến mãi tại công ty. Đến đây là video xin được phép kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những video kế tiếp.